今日はベトナム語で月の言い方勉強しましょう。tháng một, tháng một, tháng riêng, tháng riêng, tháng hai, tháng hai, tháng ba, tháng ba, tháng tư, tháng tư, tháng năm, tháng năm, tháng sáu, tháng sáu, tháng bảy,tháng bảy, tháng tám, tháng tám, tháng chín, tháng chín, tháng mười, tháng mười, tháng mười một, tháng mười một, tháng mười hai, tháng mười hai. Xin chào và hẹn gặp lại. Arigato.